Tập 29, cuộc đào tẩu đẫm máu. Mạnh Điền Văn cáng sức mãi mới tìm ra được một khe núi tĩnh dưỡng. Hiện giờ chàng tâm mạch tổn thương rất nặng, phải cần ít nhất 2-3 tháng mới hồi phục công lực. Mạnh Điền Văn năm xưa nhờ cơ duyên mà có được kỳ môn tâm pháp Tử Vi Chân Giả, chỉ có điều ngộ tính có hạn, lại không phải kẻ si võ tới cùng cực. Thanh thử cố gắng lắm mới chỉ đạt được 5-6 thành hỏa hầu. So với người đã từng là bằng hữu chí cốt Kình Vương Lộ, đại công cáo thành huyền âm đại kỳ công nội lực khinh chuyển càn khôn thì quả là một trời một vực. Lại nói về Bạch Trường Khanh, sau khi dẹp được chướng ngại lớn, y đã gấp rút dò hỏi Dương Tiểu Ngạc về yếu mật của địa đạo, thì vỡ lẽ ra nàng ta chẳng biết gì cả. Họ Bạch gương mặt đăm chiêu, tự nghĩ nếu không thoát ra nhanh khỏi nơi này, để đến khi gã họ Mạnh kia quay lại, thì sẽ nguy to. Đêm hôm ấy y trằn trọc không ngủ, đầu cứ căng như dây đàn, bốn phương tám hướng tưởng chừng như có hàng chục kẻ mồm năm miệng mười, chĩa vào tai cùng một câu hỏi, phải làm thế nào? Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bạch Trường Khanh đi gặp ngay Tiểu Ngạc rồi thì thầm với nàng ta mấy câu. Dương Tiểu Ngạc nghe xong có vẻ không được vui. Nàng ta nói, liệu như thế có ổn không? Họ Bạch đưa tay vuốt nhẹ lên má người tỉnh, giọng an ủi. Bên ngoài lạc thú rất nhiều, cảnh đẹp vô số kể, so với chỗ này thì hơn gấp trăm ngàn lần. Hãy nghe ta đi. Dương Tiểu Ngạc nhớ lại chuyện hồi trước, mỗi lần phụ mẫu ở ngoài đó trở về, mang bao nhiêu là đồ ngon thứ lạ. Nàng ta vô cùng thích thú, tự nghĩ rằng nếu được sống cùng họ Bạch ở đó thì sung sướng biết chừng nào. Buổi tối mấy Dương Tiểu Ngạc chuyện to chuyện nhỏ với mẫu thân. Bà ta nghe xong hai mắt nghiêm nghị nhìn con, nhất quyết không được. Có phải gã họ Bạch bảo con làm thế không? Hừ, hắn thật là to gan, để ta nói việc này cho cha con biết. Dương phu nhân định nhổm dậy thì Dương Tiểu Ngạc vội xua tay, khẩn thiết van xin. Mẫu thân, xin người đừng làm thế. Mẫu thân hãy để tiểu nữ trình bày hết lẽ đã. Bà ta nghe con nói vậy, liền ngồi lại vào ghế. Nàng ta cất giọng, yếu mất cửa đá vốn chỉ có phụ thân và mẫu thân biết, lỡ sau này hai người đi rồi, bí mật đó chẳng lẽ cũng bị chôn vùi theo. Biết đâu sau này hồng thủy đại hạ, lối giao thương đó được mở lại, mà cửa đá không nhấc nổi thì có phải đáng tiếc lắm ư? Chẳng lẽ người muốn con cháu của người cứ mãi mặc mấy bộ quần áo cũ rách, dùng những thứ đồ han gì đã mấy chục năm? Nàng ta nói xong mà sắc diện đỏ ửng. Dương phu nhân thấy tiểu nữ nói thế thì đúng lắm, nếu kể ra chuyện này với Dương Sở Tịch thì biết láo chắc chắn sẽ không tha cho Bạch Trường Khanh, mà con gái mình hết lòng vì y. Nơi đây nam nhân đã ít, chẳng lẽ lại để Tiểu Ngạc lấy trung liệu sùng qua hay sao? Thứ nữa, với võ công của họ Bạch thì dù có biết rõ yếu mật cũng chẳng có sức mà nhấc nổi cửa đá lên. Nhân cơ hội này ta cũng thử xem y là con người thế nào, có đáng để Tiểu Ngạc trao thân gửi phận hay không. Dương phu nhân ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thủ thỉ với con, chuyện này cực kỳ hệ trọng, con không nên nói cho Bạch Trường Khanh vội, cứ chờ một thời gian nữa. Nếu con có hé răng nửa lời thì đừng có nhìn mặt ta. Dương Tiểu Ngạc nghe xong lạnh hết cả người, cũng cứ dạ vâng đã rồi tính sau. Nàng ta sau khi biết được yếu mật, nhưng nghe theo lời của mẫu thân, vẫn cứ giả vờ là không biết. Tuy nhiên ánh mắt hành động ấy làm sao qua mặt được Bạch Trường Khanh, y buộc Dương Tiểu Ngạc phải tự nguyện nói cho mình. Cuộc sống cứ thế trôi qua bình yên. Dương phu nhân thường xuyên quan sát tiểu tế tương lai, thấy họ Bạch chẳng có gì khác lạ, trong lòng yên tâm lắm. Khoảng gần một tháng sau, Bạch Trường Khanh khắp người dính máu, hớt hải báo tin cho Dương Sở Tịch rằng Tiểu Ngạc đang bị Mạnh Điền Văn bắt đi. Lão nghe xong vội vã đi cùng hắn, cả hai lần mò rất lâu, bỗng thấy dưới đất có một mảnh áo bị xé rách của nàng ta. Dương Sở Tịch đưa tay xuống run run nhặt lấy, tim đập thình thịch liên tục đảo mắt xung quanh, chợt bỗng có tiếng kêu cứu vang vẳng đâu đây. Lão căng tai ra nghe, rồi phóng người lao đi nhanh như một tia chớp. Dương Sở Tịch đến nơi, thấy trung liệu xung quanh đang làm nhục Dương Tiểu Ngạc. Nàng ta hiện giờ quần áo rách te tua, để lộ phần lớn da thịt. Lão đôi mắt đỏ ngầu, lửa giận ngùn ngụt quát lớn, lũ súc sinh, các người chán sống rồi hay sao? Trung sùng hai người nhìn thấy chủ nhân, sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, vội quỳ sụp xuống van xin. Hai tay Dương Sở Tịch nắm chặt, toàn thân khí đen bốc lên. Lão vọt tới chỗ con gái, đá cho mỗi tên một cước ngã nhào. Dương Sở Tịch trông thấy con gái như thế này, lão đau lắm. Lão chỉ mặt trung liệu sủng qua, Mạnh Điền Văn ở đâu? Lão nhìn Dương Tiểu Ngạc, thấy đôi mắt nàng ta có điều khác lạ, tay hữu cố gắng nhấc lên chỉ ngón tay về phía sau lưng, đôi môi mấp máy cơ hồ muốn nói điều gì. Tiếng cha cẩn thận vừa cất nhẹ thì cũng là lúc Dương Sở Tịch hự lên một tiếng. Lão đã bị kẻ khác dùng dao găm ám toán, đâm trúng đại huyệt quyết âm du trên lưng. Hắn ra tay quá nhanh, quá chuẩn, đúng vào cái thời khắc mà lão bất cẩn nhất. Rõ ràng rằng hắn đã có chuẩn bị trước, một kế hoạch không chút sai sót. Vết dao quá sâu, đi vào cơ thể của lão hệt như một ánh chớp. Dương Sở Tịch chỉ cảm thấy nhói một cái, lão vẫn có thể dồn sức xoay người đánh ra một chưởng trước khi gục xuống đất. Một hình bóng thấp thoáng nhảy vọt né tránh, đoạn rồi nghe bình một tiếng, phát chưởng đó đánh vào hư không rồi trúng vách đá, từng mảnh vụn nát lục đục rơi xuống. Trong cái hang động nhỏ chợt vang lên thanh âm quái dị, một tiếng cười Không, nó không hẳn là một tiếng cười, nó là một sự thỏa mãn đến bệnh hoạn. Cái thanh âm đó bị Mặt Bách phản chấn mãi mới dứt. Không phải họ Mạnh, mà chính là Bạch Trưởng Khanh. Hắn cười vì mưu sự của mình đã thành công, hắn khóc vì nhớ lại cái chết thảm thương của cha hắn. Ngày hôm qua hắn đã dành cả buổi để ngồi cạnh mộ Bạch Thập Ẩn. Hắn cứ nói chuyện, cứ lẩm bẩm như thể cha hắn vẫn còn sống trên đời. Cái chết của lão ta làm hắn thêm quyết tâm, và hiện giờ hắn đã làm được. Hắn biết mình làm thế này là lấy oán báo ân, nhưng con người của hắn không cho phép mình chui lủi mãi chốn này. Hắn cần phải ra khỏi đây, hắn phải trả thù những kẻ đã dồn hắn vào đường cùng. Bọn trung liệu xung quanh đang nằm đau đớn dưới đất, thấy chủ nhân rơi vào cửa tự vừa áy náy vừa thở phào. Dương Sở Tịch nhìn con gái đang khóc lóc, đôi má hằn vết tay đỏ rọi, thân thể lõa lồ, bất chợt trong tim có hàng trăm ngàn vết dao cứa. Đôi mắt của lão chợt quét qua ba tên đốn mạc, lão hối hận lắm vì đã không nghe theo lời vợ. Lão chợt gồng mình lên, đưa tay ra rút lấy đoạn đao, một tia huyết vụt thẳng văng tung tóe xuống đất. Lão điểm vào hai huyệt phế du và tâm du ngăn cho máu ngừng chảy, rồi nhào tới quyết cùng chết với Bạch Trưởng Khanh. Dương Sở Tịch song trưởng nhả ra, thân hình lao theo. Bạch Trưởng Khanh chẳng việc gì phải vội, y nở một nụ cười, đưa hai tay lên hóa giải trường lực đối phương. Bốn luồng khí đen xộc thẳng vào nhau, kinh phong phả ra làm cả hang động rung chuyển, tưởng chừng như sắp sập tới nơi. Họ Bạch bị đẩy lùi tới 3 bước mới đứng vững, toàn thân cảm thấy khí huyết nhộn nhạo. Dương Sở Tịch lúc này như cung cẳng hết cỡ, thấy đối phương cũng biết sử dụng thái âm minh hạ, lão tự nhiên ngừng lại, chợt lòng đau như cắt, quay qua nhìn Dương Tiểu Ngạc rồi chỉ tay vào đứa con gái nhỏ của mình, miệng thổ ra liên tục 2 ngụm máu lớn rồi chết ngay sau đó. Dương Tiểu Ngạc thấy cha lầm nạn, vội lồm ngồm bỏ đến ôm xa gào khóc. Thân hình của lão đang đứng sừng sững, nàng ta chạm nhẹ vào đột nhiên đổ uỳnh xuống. Bạch Trường Khanh chậm rãi tiến đến, cúi người xuống đưa tay điểm vào huyệt trung phủ bên vai trái của Dương Tiểu Ngạc và nói: "Những gì nàng đã làm giúp ta, Bạch Mỗ này cả đời sẽ không bao giờ quên. Nhưng hai ta vốn ở hai thái cực khác nhau, đây là điều duy nhất Bạch Mỗ có thể làm được. Sau 2 canh giờ huyệt đạo sẽ tự giải khai. Ta đi đây." Đoạn rồi hắn hất hàm bảo trung liệu xung quanh mang xác của Dương Sở Tịch đi. 3 bóng người đã biến mất, để lại nơi này một cảnh tượng hoang tàn. Bạch Trường Khanh tụ họp mọi người, thông báo rằng Dương Sở Tịch đã bị Mạnh Điền Bàn giết hại, còn Tiểu Ngạc bị y bắt đi không rõ tung tích. Hắn khuyên tất cả mọi người cùng hợp lực thoát ra khỏi chốn này, nếu không cũng sẽ chịu kết cục giống ông ta. Dương phu nhân khi nhìn thấy thi thể của chồng, tinh thần dù rất vững nhưng cũng không cầm được lòng suýt ngất đi. Bà ta sau một hồi choáng váng, vội ngó xuống quan sát vết thương của Dương Sở Tịch. Bà không tin Mạnh Điền Văn có thể giết hại được phu quân. Dương phu nhân lấy áo lau nước mắt, bắt đầu khám nghiệm thi thể, thấy Dương Sở Tịch bị chết bởi một nhát dao chí mạng, một nhát dao chuẩn xác tới từng phân. Hẳn khi ra tay sát nhân đã đứng rất gần. Bà tự hỏi rằng với bản lĩnh của chồng thì làm sao tiểu tử họ Mạnh có thể tiếp cận được để mà ra tay. Dương Sở Tịch khi chết sắc diện phẫn nộ tới cùng cực, quầng trán lão nhăn lại, cơ hàm phình rộng, rõ ràng trước khi chết phải trải qua thứ gì kinh khủng lắm. Liệu có phải là Mạnh Điền Văn? Bà ta nước mắt lã chã rơi nói: "Tổ tiên của Dương gia đã có di huấn, không được sự cho phép của ta và phu quân, không ai được ra khỏi đây. Cái chết của lão gia có nhiều điều nghi vấn, ta cần điều tra rõ. Trong số những người ở đây, ai cũng có thể là hung thủ." Tất cả ai nấy khuôn mặt đều lo lắng, ngoại trừ một người. Bạch Trường Khanh cất tiếng: "Tên Mạnh Điền Văn kia 5 lần 7 lượt hành động xảo trá, bà không tin ta cũng được, nhưng trung liệu Sùng Qua có thể làm chứng." Sùng Qua liền cất tiếng: "Chuyện đã rõ như ban ngày, phu nhân làm thế là cớ làm sao? Mạnh Điền Văn võ công cao cường, lão gia còn bỏ mạng thì bọn thuộc hạ làm sao chống lại? Tiểu thư này rơi vào tay y thì coi như..." Gã nói đến đây không dám nói tiếp. Dương phu nhân hét lớn: "Ngươi dám chống lại lệnh hay sao?" Lúc này có một tiếng nói cất lên: "Ta biết phu nhân đang rất xúc động, nhưng bà không nên cưỡng ép làm chi. Bà không đi cũng được, nhưng hãy thả tự do cho chúng tôi." Dương phu nhân trừng trừng nhìn kẻ đó, rồi quay qua Bạch Trưởng Khanh: "Uổng cho con gái ta đã thương yêu người hết mực, thế mà nó bị kẻ khác bắt đi không rõ sống chết. Ngươi lại đang tầm bỏ đi, ngươi có còn là con người hay không? Hay là chính ngươi đã..." Bạch Trưởng Khanh cười khẩy nói to: "Thưa các vị bá phụ bá mẫu, Dương phu nhân hiện giờ thần trí đã loạn, chúng ta không còn nghe lời bà ta làm chi. Nếu mọi người tin tưởng Bạch Mỗ thì hãy theo tôi." Nơi đây có 11 người thì 8 người đã theo ý hắn, còn lại 2 người vẫn nhất nhất ở lại cùng Dương phu nhân. 8 người kia lục đục rời đi thì Dương phu nhân vọt người chặn trước, không ai được đi hết. Trung liệu Sùng Qua lập tức ra chiều tấn công bà. Dương phu nhân võ công rất khá, tuy hai tên này võ công không kém, lại thêm sức trẻ, nhưng 2 đánh 1 mà bà chẳng chi kém thế. Đôi bên ra đấu tới chục chiều, ba tay tả đỡ cước của Sùng Qua, tay hữu đỡ quyền của Trung Liệu, thân pháp nhịp nhàng cơ hồ không chút sơ hở. Bất chợt từ phía trên cao bỗng có bóng người từ không trung lao xuống. Dương phu nhân cảm thấy kình phong quá mãnh liệt, vội đưa khủ tay ngang đẩy ngã Trung Liệu, sau đó lách người tránh đòn Sùng Qua, tiếp đó tay hữu đưa lên đỡ trưởng. Chỉ nghe đâu đó có tiếng lách cách, bà chân phải khuỵu xuống, khóe miệng thổ chút máu tươi, là Bạch Trường Khanh đã ra tay. Dương phu nhân định tung chiêu phản lại thì hai bên mạng sườn bị Trung Liễu Sủng Quả đánh tới, bà tả hữu trúng đòn, ngã bổ về phía trước. Bạch Trường Khanh thân hình vun vút, định một chưởng kết liễu thì hai người hầu cận cùng lao ra chắn trước mặt. Trường lực của y hùng hồn đến nỗi đánh chết hai người này ngay lập tức. Tới Dương phu nhân thì kình phong vẫn còn dư ba thành, khiến bà văng xa tới nửa trượng. Họ Bạch từ từ tiến lại gần bà, đôi tay phảng phất làn khí đen. Bỗng từ phía mé hữu có hai viên đá to bằng bốc tay ném tới. Viên đá tuy to nhưng xé gió mà đi, đủ thấy lực ném rất mạnh. Bạch Trường Khanh nở một nụ cười, cuối cùng người đã tới. Hắn chất lực ngưng tụ, lộn một vòng đẩy ra hai luồng kình phong như hai cái vòi rồng, làm hai viên đá kia vỡ vụn thành hàng trăm mảnh li ti bắn mạnh ra xung quanh. Những kẻ ở đây ai cũng có võ nghệ, kẻ nhảy ra kẻ vội đưa tay lên chắn. Bạch Trường Khanh vừa tung chiêu xong thì Mạnh Điền Văn đã phát trưởng theo phía sau. Hắn tưởng chàng đã hồi phục hoàn toàn nên khá hoảng hốt, chất lực có chút nào dốc ra đánh trả, nhún mày về phía sau sợ đối phương truy kích. Lạ thay, Mạnh Điền Văn chân vừa chấm đất một cái đã đột ngột xoay người về phía sau, cắp lấy Dương phu nhân chạy mất, để lại ánh mắt ngỡ ngàng của họ Bạch. Thì ra chàng trong thời gian dưỡng thương, tự nhiên mấy hôm nay đêm trằn trọc không yên, thấy cảnh tượng Bạch Trường Khanh làm hại Dương Sở Tịch nên đánh liều quay lại chỗ này xem tình hình thế nào. Mạnh Điền Văn thi triển khinh công dẫn Dương phu nhân một mạch đến nơi an toàn, trong khi họ Bạch đang gấp rút cùng mọi người tới bờ sông, chỗ gần con đường địa đạo kia. Mạnh Điền Văn lúc khỏe vốn dĩ có thể cứu chữa cho Dương phu nhân, tuy nhiên hiện giờ nội thương mới thuyên giảm, lúc này gắng sức vận công, tỏ vẻ cho họ Bạch thấy mình đã hồi phục hoàn toàn, khiến hắn không dám mạo hiểm truy đuổi. Thành thử chân khí tổn hao, chàng mấy lần dụng lực nhưng cũng chỉ có thể giúp bà ta cầm cự chút nào hay chút ấy. Dương phu nhân biết chàng dốc sức vì mình, ánh mắt trìu mến nhìn chàng nói: "Điền Văn, chúng ta đã hiểu lầm người." Chàng nghe thấy thế thì đáp ngay: "Phu nhân, lỗi là ở tên họ Bạch kia, chính hắn mới là người phải chịu trách nhiệm về việc này. Bà ta hỗn hển, trước khi chết ta có một thỉnh cầu, mong người thành toàn cho." Mạnh Điền Văn quỳ phục xuống, xin người cứ nói, dù vãn bối có chết cũng quyết làm cho kỳ được. Dương phu nhân nói: "Tiểu Ngà không rõ tung tích, ta e là tên đốn mạt kia bắt đi, hy vọng ngươi kiếm được nó về gặp ta lần cuối." Nói sau câu này tâm thần xúc động, Dương phu nhân ho sặc sụa thổ cả huyết, phải vội đưa tay lên che miệng lại. Chàng nghe xong lập tức cáo từ, vội vã bước chân đi luôn. Lại nói về bọn người của Bạch Trường Khanh đang đi vào địa đạo bí mật để thoát ra ngoài. Sau khi đi được một đoạn, mẫu thân và tiểu muội Sủng Qua cộng thêm tiểu muội của Trung Liễu không chịu đựng nổi, dúi tay đòi quay về. Nên biết rằng 8 người ở đây duy chỉ có mình họ Bạch từng qua lại chốn này, những kẻ còn lại đến cái hang động hình thù ngoắt ngoéo thế nào còn chẳng rõ. Thấy hắn ra ám hiệu bảo sắp tới nên ai nấy gồng mình cố thêm một chút, chẳng ngờ cứ bơi mãi mà chưa đến nơi. Lúc này thì 3 người đàn bà công lực kém cỏi đã hết chịu nổi, hàn khí bắt đầu đi vào tim. Sau phút giãy giụa từng người lìa đời một. Bọn Trung Liễu Sủng Qua hận Bạch Trường Khanh lắm, nhưng cố nén đau tiến về phía trước, bởi vốn lẽ chúng đã nhận ra đi quá xa, tự nghĩ có trở về cũng sẽ phải bỏ mạng ở chốn địa đạo này. Sau những cố gắng, 5 người đã đến được trước cửa đá, thế nhưng ai nấy nội lực đã giảm phân nửa. Riêng Sủng Qua Trung Liễu mặt mũi tái nhợt, e rằng không chịu được bao lâu nữa. Bạch Trường Khanh nhanh chóng đưa tay chạm vào cửa đá khóa bẫy ngầm, thế rồi tất cả cùng nhau nhấc cửa đá có trọng lượng kinh người kia lên. Giai đoạn khó nhất là lúc đầu tiên. Ngoài họ Bạch ra thì hai lão già phụ thân của Trung Liễu Sủng Qua đều là những tay hảo thủ có nội lực khá thâm hậu. 5 người như một, trong cái thời khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, tự dưng nảy sinh một sức mạnh quả thật là to lớn. Sau một hồi vật lộn, cánh cửa đá đã dần chuyển động, khiến tất cả thở phào. Nó mới nâng lên được khoảng 2 gang tay thì bất chợt một bóng người từ trong phi vọt ra ngoài. Kẻ đó chính là Bạch Trường Khanh. Hắn chẳng chờ đồng bọn mà lặn mất tăm ngày sau đó. Bọn người kia thiếu đi trợ lực đáng kể, không tài nào nâng lên được thêm nữa, ngược lại cửa đá còn từ từ hạ xuống. 4 người biết họ Bạch lật kèo, cố sống cố chết để cầm cự, bởi đây là cách duy nhất. Nhưng 5 người nâng lên đã khó, 4 người thì chắc chắn là không thể. Cửa đá vẫn cứ từ từ hạ xuống, hiện giờ chỉ còn khoảng chừng hơn 1 gang tay. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, nghe lời phụ thân, hai người Sủng Qua Trung Liễu vội vàng liều chết chui qua. Thế nhưng hai lão già kia đã quá mệt không cầm cự nổi, trong khi Sủng Qua mới sang được nửa người, Trung Liễu còn nửa chân thì cửa đá đột nhiên hạ bịch xuống. Sủng Qua chết ngay tức khắc, còn Trung Liễu hai chân bị nghiền nát vụn, giãy giụa trong vô vọng. Phụ thân của chúng ở phía bên kia cũng chịu trùng số phận, bỏ xác nơi này. Trở lại chuyện Mạnh Điền Văn đi tìm Dương Tiểu Ngạc, chàng gào khản cả cổ họng, đi khắp nơi, những chỗ mà mình biết, nhưng tới gần nửa ngày trời cũng không thấy bóng dáng nàng ta. Vừa mệt vừa buồn bã, Mạnh Điền Văn ngồi phịch xuống một mô đá bên cạnh đường, tự nghĩ không thể hoàn thành được tâm nguyện cuối đời của Dương phu nhân thì thật là áy náy vô cùng. Thế nhưng vào lúc tuyệt vọng nhất, đột nhiên ở phía đâu đó có tiếng hát kéo von, ngữ điệu rất vui tươi. Chàng đôi mắt sáng lên, Đúng rồi, chính là nàng, Dương Tiểu Ngạc. Mạnh Điển Văn đứng phát dậy, rảo mắt nhìn xung quanh, sau đó cứ nhắm hướng tiếng hát kia mà tìm đến. Trước mặt chàng đúng là nàng ta, nhưng Dương Tiểu Ngạc hiện giờ khác quá. Nàng ta đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, cứ đứng yên như tượng gỗ chăm chăm nhìn Mạnh Điển Văn. Chàng chợt hiểu ra, đưa tay giải huyệt. Dương Tiểu Ngạc ngay lập tức đánh thum thụp vào mặt chàng. Mạnh Điển Văn biết nàng ta phải trải qua quãng thời gian tồi tệ, nên cứ để cho mặc sức đánh. Được một lúc thì nàng ta cười hớ hớ như kẻ điên, rồi lại đột nhiên mếu máo tự nói một mình. Mạnh Điển Văn không còn nghi ngờ gì nữa, dám chắc đó chính là Bạch Trưởng Khanh. Chàng khuôn mặt đăm chiêu, bất giác cảm thấy đau lắm. Đây vốn là cô bé xinh đẹp hồi trước, hàng ngày vẫn bón từng thìa thuốc cho chàng lúc bị thương, vẫn kể cho chàng nghe những câu chuyện vui. Sau khi khỏe lại vẫn dẫn chàng đi thăm thú nhiều nơi, làm chàng quên đi những nỗi bi ai ở thế giới ngoài kia. Cô bé ấy đây sao? Chàng chẳng phải thánh nhân, cũng chẳng phải quân tử, bởi nếu thực lòng là người tốt thì chẳng đến nỗi bị rơi xuống chốn này. Lúc biết Dương Tiểu Ngạc cảm mến Bạch Trưởng Khanh, trong đầu cứ nghĩ chuyện đó giống như gió thoảng, nhưng ở đâu đó vẫn ẩn vơ một điều hờn ghen. Đó chính là nàng ắt sẽ nhận lấy đau khổ khi chọn lựa ở cạnh gã. Điều chàng suy nghĩ rốt cục đã xảy ra, nhưng nhìn cái cảnh tượng này, Mạnh Điển Văn thực sự không mong muốn chút nào. Chàng lại gần Dương Tiểu Ngạc, định ra tay thì nàng ta giật mạnh một cái, giọng lớ ngớ: "Ngươi là ai? Đừng có lại gần ta." Rồi lại cười hô hố. Mạnh Điển Văn chẳng còn cách nào khác, nhanh tay điểm huyệt rồi bế nàng ta lên. Về đến nơi thì Dương phu nhân hơi thở đã thoi thóp, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng thấy con gái đột nhiên tròng mắt sáng lên, tựa như ngọn nến sắp hết bùng nốt lần cuối. Bà ta cầm tay con, trong lòng vừa buồn bã vừa sung sướng, nước mắt cứ lã chã rơi, miệng nói câu được câu chăng: "Ngạc nhi, con không sao chứ?" Dương Tiểu Ngạc cứ yên như tượng gỗ, ngơ ngác chẳng khác đứa trẻ gặp người lạ. "Bà là ai? Sao bà cầm tay ta?" Dương phu nhân nhìn Mạnh Điển Văn, chàng gật đầu thở dài một tiếng. Bà ta đôi tay run run, đưa lên vuốt nhẹ má đứa con gái nhỏ của mình. Lạ thay, Dương Tiểu Ngạc không gạt ra mà cứ chăm chăm nhìn bà. Lúc này Dương phu nhân hơi thở đã rất yếu, bà gọi chàng lại thì thầm vào tai khá lâu, xong xuôi đưa mắt nhìn Dương Tiểu Ngạc lần cuối, rồi hai mắt nhắm nghiền, đôi tay buông thõng. Mạnh Điển Văn thấy thế gọi to, vội dụng lực truyền một luồng chân khí vào người bà nhưng không ăn thua. Thêm một lần nữa, kết quả vẫn vậy, Dương phu nhân đã chết thật rồi. Mạnh Điển Văn ngước mắt lên nhìn trần đá, thở dài một tiếng, lật đật mang xác bà, rồi tìm thêm xác của Dương Sở Tịch và hai người hầu cận an táng họ cùng chỗ. Vùng đất này hiện giờ ngoài chàng và thiếu nữ điên kia thì chẳng còn ai nữa. Dương Tiểu Ngạc sau mấy tháng trời tình trạng cũng chẳng khá hơn, nàng ta hàng ngày cứ đi lang thang khắp nơi. Một hôm nhìn thấy bông hoa đẹp mọc trên sườn núi, cố gắng trèo lên hái, chẳng ngờ trượt chân ngã xuống đập đầu vào đá chết luôn tại chỗ. Mạnh Điển Văn về nhà không thấy nàng ta, vội vã đi tìm, tới gần ngày trời mới phát hiện ra. Tới nơi thấy Dương Tiểu Ngạc tay phải cầm bông hoa, miệng nhoẻn nụ cười, hẳn là trước khi lìa đời đã sung sướng lắm. Chàng gục người xuống bên nàng ta, khóc như mưa, khóc suốt cả một canh giờ mới thôi, khóc đến nỗi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn năm cái mộ nằm song song với nhau, Mạnh Điển Văn tự nhủ trong lòng: "Bạch Trưởng Khanh, tên khốn kia, ta phải giết người." Nên biết rằng Mạnh Điển Văn sau khi nghe được những lời chăn chối của Dương phu nhân, biết được cả yếu mật của cửa đá và cả mình hạ động. Tuy nhiên vì vướng bận Dương Tiểu Ngạc nên chưa có ý định thoát ra khỏi chốn này. Nay nàng ta chết rồi, Mạnh Điển Văn ra sức tới động tập luyện Thái Âm Minh Hạ. Cửa động bình thời dây leo phủ kín, từ khi Bạch Trưởng Khanh biết chuyện, hắn đã bỏ hết dây leo nhằm làm cho Dương Sở Tịch cả nghi ngờ chàng. Từ xưa tới nay luyện võ mà gấp gáp thì thường không đem lại hiệu quả. Mạnh Điển Văn tuy thân có tử vi chân giả, lại luyện thêm Thái Âm Minh Hạ, đáng nhẽ như hổ mọc thêm cánh. Thế nhưng vì nóng lòng trả thù mà tu vi tiến bộ không nhiều, thành thử cả 5-6 lần tới cửa đá mà chẳng thoát nổi ra ngoài. Cũng may nhờ nội lực thâm hậu mới quay trở về được. Lâu dần thành ra ý chí giảm sút, bất đắc dĩ bỏ cuộc. Lại nói về chuyện Bạch Trưởng Khanh, y sau khi thoát ra khỏi chốn này đã quay trở về cố hương, ẩn thân thêm 3-4 năm trời. Sau khi cảm thấy võ nghệ đại tiến bộ, đã tìm kiếm và giết chết những kẻ thù năm xưa của mình, rồi tới một nơi xa lạ định cư. Họ Bạch có cơ duyên gặp và kết thân với một người con gái tên là Lý Thu Sương. Nàng ta là tiểu nữ của Lý Thống Phu, một cao thủ có tiếng chốn võ lâm thời bấy giờ, nổi danh với môn Thiên Giám Thần Công. Tuy nhiên y gần 20 năm trước bị thảm họa diệt môn, chỉ còn hai đứa con gái sống sót. Lý Thống Phu trước khi chết có để lại tuyệt học trấn gia cho tiểu nữ út. Bạch Trưởng Khanh nhờ vậy mà thơm lây, Cuộc đời của y cứ thế mỹ mãn cho đến một ngày của 17 năm sau. Lúc ấy trời đã vào cuối canh 2, đêm nay trăng tròn, nguyệt quang sáng rọi theo khe cửa mà len lỏi cả vào bên trong. Hắn đang chờ đợi cái giây phút để đại thành thiên giám thần công. Khoảnh khắc đó cuối cùng đã đến. Cảnh vật nơi đây bỗng dưng mờ dần. Trên bầu trời mặt trăng đang từ từ bị che phủ bởi một khoảng đen. Cứ thế khoảng đen ấy ngày một lớn dần. Phải chăng nó đang muốn chiếm lấy bằng bạch nguyệt? Cánh cửa chính mở toang, Bạch Trường Khanh đang ngồi xếp tròn gấp rút hành công. Trong cái không gian xám xịt huyền ảo ấy, chợt có một ngọn gió nhẹ thổi qua, đủ để làm cho cành lá rung rinh. Con quả trên cây thấy động bất chợt kêu eng éc. Đâu đó xung quanh có tiếng than khóc ỉ ôi. Một bóng trắng nhạt vụt qua trước mắt hắn hệt như một điểm lưu tinh. Bạch Trường Khanh dường như đã nhận ra điều gì, nhưng hắn không quan tâm lắm. Với hắn bây giờ thì dù là thần quỷ có chỉ đáng sợ. Đầu hắn bạch khí bốc ra ngùn ngụt, khuôn mặt lúc đỏ lúc vàng. Hắn đang ở cái thời điểm tối quan trọng. Tiếng khóc tự dưng im bặt, làn gió nhẹ cũng biến mất, làm cho không gian yên ắng vô cùng. Được một lúc thì làn hơi lạnh sộc tới, làm cho cửa sổ và cửa đi khẽ rung nhẹ. Đôi tai của hắn chợt động đậy, hai hàng mi biến dạng liên tục. Lần này hắn buộc phải chú tâm, bởi trong căn phòng nhỏ bỗng có tiếng nói đầy u ám nhưng khá quen thuộc cất lên. Khanh ca, huynh có nhận ra muội không? Chắc huynh quên rồi, đã hơn 20 năm rồi còn đâu. Muội phải vất vả lắm mới tìm được huynh. Bạch Trường Khanh vầng trán đẫm mồ hôi, con người cẳng hết cỡ. Cái thanh âm đó ngày một gần đến nỗi hắn cảm nhận được chỉ cách mình chưa đầy nửa bước chân. Bạch Trường Khanh muốn dừng lại, nhưng khổ nỗi lúc này vì tâm lực phân tán quá mức, khiến hắn rơi vào tình cảnh tiến không được lùi chẳng xong. Từng đường chân khí đang xẻ dọc bổ ngang trong người hắn. Thiên giám thần công kỳ diệu phi thường, tất cả đều nhờ các luồng chân khí chạy khắp cơ thể. Thế nhưng hiện giờ chúng chuyển động không phép tắc, thành ra nhiều chỗ ứ động. Khi chân khí dồn lại quá nhiều một nơi, kinh mạch sẽ bị áp lực rất lớn. Bạch Trường Khanh lúc này chịu đựng không nổi, hắn thổ huyết ngã bật xuống dưới sàn. Trên bầu trời trăng chuyển đen rồi lại chuyển đỏ, màu đỏ như màu máu. Bạch Trường Khanh lịm đi vài giây thì toan mở mắt ra. Hắn nhìn quanh nhưng không thấy ai. Tiếng quạ trên cây lại kêu lên. Bạch Trường Khanh đứng không nổi, phải bò ra bên ngoài xem. Vẫn không có, hắn lại bò vào nhà. Hắn quá mệt mỏi, hắn muốn kêu cứu nhưng không thể. Dường như có một áp lực vô hình ngăn hắn làm thế. Hắn vừa bò vào trong, lại là tiếng nói ấy. Trước mắt của hắn là một bóng người, chính xác hơn là một người đang ngồi trên ghế, tóc rũ xuống, tay phải cầm một bông hoa rất đẹp. Hắn sợ hãi quá, lần này thì hắn tự nhiên nói được. Hắn lập cập cất tiếng: "Tiểu Ngạc, xin muội hãy tha thứ cho ta, ta không còn cách nào khác. Ta..." Hắn vừa mới dứt lời thì cái bóng ấy lại biến mất. Trong căn phòng nhỏ có tiếng thì thầm đến rợn người: "Huynh thật là nhẫn tâm, năm xưa Tiểu Ngạc vì huynh mà không tiếc trao thân, lại còn đem yếu mật cửa đá và thái âm minh hạ trò. Thế mà huynh nỡ để cho lũ trung liệu xùng qua giày xéo làm nhục ta, sau đó còn giết hại phụ mẫu ta. Huynh xem Tiểu Ngạc phải làm như thế nào." Bạch Trường Khanh khuôn mặt tái nhợt, cả người co rúm lại. Muội muốn ta phải làm sao mới chịu đây?" Tiếng thì thầm lại cất lên: "Phải làm sao ư? Chỉ cần huynh đi theo ta mà thôi." Lời vừa dứt thì có một ngọn gió mạnh thổi qua, cái bóng ấy đã biến mất từ bao giờ. Đêm trôi ngày lại sáng. Lúc Lý Thu Sương phát hiện ra, chỉ thấy hắn toàn thân đã bị liệt, cơ hàm giật giật chẳng nói lên lời, cứ u a u ớ thảm thương vô cùng. Nàng ta dốc lòng cứu chữa, thuốc thang danh y đủ cả nhưng bệnh tình không tiến triển. Bạch Trường Khanh sống khổ sống sở với cái tình cảnh này tới 12 năm, thì chợt một hôm hắn đột nhiên khỏe lại, khiến ai nấy đều vui mừng. Nhưng lạ thay hắn chẳng thiết vợ con, đi đâu cũng liên tục lẩm bẩm mãi một câu: "Tiểu Ngạc, cho ta theo với." Rồi cứ thế mấy ngày sau, băng băng chạy ra khỏi nhà chẳng ai ngăn được. Mãi tới nửa tháng sau, người ta phát hiện ra xác hắn nổi lềnh bềnh ở rìa một khúc sông. Đem lên bờ thì thi thể đã thối rữa, bị roi trắng ăn tới gần phần ba. Lý Thu Sương nhìn thấy thì đau lòng lắm, vội cho người đem về an táng.